This is Nancy Bui. Today is May 23, 2010. I am going to interview Ms. Tran at IRCC in San Jose. This is a part of 500 Oral History Project. Thưa bà có thể cho biết tên à? Tôi tên là Tran Bích Nga. Thưa bà đang cư ngụ tại đâu ạ? Tôi ở Sacramento thuộc tiểu bang California. Dạ vâng. Thưa bà có thể biết năm sinh của bà là năm nào không? Tôi sinh năm 1937. Quê hương nơi bà sinh ra và lớn lên là ở đâu ạ? Tôi sinh ra thì tại Bắc Tâm Bang Campuchia vì cha của tôi hồi đó làm cho sở xe lửa Đông Dương đấy. Nhưng mà quê của tôi thì ở Long An, ở miền Nam Việt Nam. Như vậy là bà và gia đình sống ở Bắc Tâm Bang Campuchia là bao lâu? Dạ, tôi khoảng 4 năm trước khi tôi sinh và sau khi tôi sinh. Dạ. Thưa bà, ở Long An thì bà đã lớn lên và đi học tiểu học cũng như trung học ở đó ạ? Dạ, thưa không. Đó là quê nội, quê ngoại. Dạ. Thì chúng tôi lớn lên ở Sài Gòn. Rồi đi học ở Sài Gòn luôn? Dạ, học ở Sài Gòn, Nha Trang, Phan Thiết, rồi trở về lại Sài Gòn. Tại vì người cha thì là công chức đó, thì đổi đi rồi phải đi theo cha. Thì cái nơi mà bà ở lâu nhất mà bà có kỷ niệm nhiều nhất đó, thì bà có thể kể cho biết là những kỷ niệm nào mà bà vẫn còn nhớ mãi trong đời của mình, nó đặc biệt mà còn nhớ mãi. Dạ, đó là cái kỷ niệm mà khi chúng tôi vô trung học đó, chúng tôi đậu vào Gia Long á, thì học ở đó thời gian 7 năm đó, thì nhiều kỷ niệm lắm. Dạ. Thì ngoài ra đi học thì chủ nhật về thì thường hay đi thăm mấy cái cô nhi viện, mấy cái trại, mấy em mù để chúng tôi săn sóc, vui chơi với mấy trẻ. Thưa bà, trường nữ trung học Gia Long là một trong những trường nữ mà nổi tiếng ở miền Nam Việt Nam trước năm 75. Bà có thể kể cho biết cái sinh hoạt của trường như thế nào và suy nghĩ của bà về cái trường của trường thân yêu của bà như thế nào không? Dạ, thưa trường chúng tôi lúc xưa thì gọi là trường áo tím, bởi vì các nữ sinh đi học đều mặc áo tím. Nhưng mà vào năm 1950 đó thì đồng phục bị đổi thì chúng tôi mặc áo dài trắng. Kỷ niệm là trong cái thời gian học chúng tôi đó, chúng tôi có một cái đội bóng rổ chơi rất là giỏi, đi đâu thắng đó. Và thưa hiện thời bây giờ đó là vô địch bóng rổ là cô Lê Hồng Lệ đang ở San Jose. Thưa bà, nói về gia đình thì bà có mấy người anh chị em tất cả? Dạ, chúng tôi có 5 người chị em gái mà thường gia đình nói là Ngũ Long Công Chúa. Tôi là người con thứ 3 trong nhà. Thưa ba má của bà, có kỷ niệm gì mà hôm nay bà vẫn nhớ không về ba mẹ của mình không? Dạ, ba tôi là một người rất khó. Ông sống theo mẫu mực, có 5 người con gái mà dạy dỗ về vấn đề trong gia đình ra ngoài xã hội là ba tôi lo lắng hết. Đó là những kỷ niệm mà tôi nhớ về ba tôi. Dạ, thưa bà, theo như cái tập tục của mình cũng như cái tin tưởng của mình đó là những người đàn ông mà trong gia đình mà không có con trai trong nhà thì họ buồn lắm. Ba của bà có cái sự suy nghĩ và tình cảm như vậy không? Cô Nancy nói rất là đúng. Mẹ tôi đã có 5 người con gái không? Vì lý do đó mà ông sinh mẹ tôi, ông cưới thêm một người vợ nhỏ. Thì bà nhỏ sau này cho ba tôi được 4 người con trai. Thành ra rồi hai mẹ tôi, mẹ lớn, mẹ nhỏ đều ở chung trong một gia đình và rất là kỹ lưỡng. Có thấy mẹ ruột của bà buồn bởi vì thí dụ như ông nhà chăm sóc bà bé, bà thứ hai nhiều hơn không? Hay là cái tình cảm thực sự của người mẹ của bà nghĩ là có thực sự bà có vui không? Hay là bà phải giấu cái tình cảm của mình? Bà buồn lắm chứ, nhưng mà vì tương lai của cô. Có nhiều lúc bên ngoại tôi đó cũng nó
nói là mẹ tôi đi ra riêng trở về nhà ngoại để ngoại lo, nhưng mà mẹ tôi nghĩ rằng năm đứa con gái mẹ tôi đâu có lo được, nhất là mẹ tôi đâu có hồi nhỏ cũng đâu có đi học để mà dạy con theo ở trong trường. Tình ba tôi thì ổng tây học và ổng dạy được, thì vì lợi ích của con cho nên mẹ tôi ở, thì bảo như một người vú già tội nghiệp lắm. Bởi vì là tôi thương mẹ tôi lắm, thì tôi có cái tâm niệm là sau này tôi đi làm tôi nuôi mẹ, tôi không lập gia đình, cho nên tôi lập gia đình rất là trễ. Dạ thưa bà, còn ba của bà thì như thế nào trong cái vấn đề cư xử giữa hai người vợ và chín người con trong gia đình, một năm người thì thuộc bà lớn, bốn người thuộc bà nhỏ, nó như thế nào thưa bà? Thì cái luật của ba tôi đó là cái nén ở dưới, tất nhiên là hai người làm có cái gì mà lộn xộn với nhau thì ông rầy ra cái người dưới, cái quy luật đó. Thành ra trong nhà rất là nghiêm, mọi người con đều sợ ba tôi và cả hai bà vợ cũng đều sợ nữa, cho nên gia đình rất là êm ấm. Còn tình cảm của bà đối với ba, bà như thế nào? Bà có oán hận hay buồn ba, bà bởi vì đã lấy một người vợ khác để làm cho mẹ ruột của mình khổ không? Để nói riêng, nói với mẹ tôi đó, thì ba tôi thì cũng không có trọn vẹn một người chồng, bởi vì đã san sẻ với cái người vợ sau. Còn đối với tôi, với con thì ba tôi rất là mẫu mực, nghiêm khắc, dạy dỗ con. Thì vẫn kính trọng ba, nhưng mà nghĩ tới mẹ thì cũng thương mẹ nhiều. Vì mẹ bị thiệt thòi, vì tương lai các con mà mẹ cứ phải ở như một người vú em trong gia đình. Khi bà nói vú em có nghĩa là sao? Tức là bà ở cái phòng riêng và như thế nào? Dạ phải. Dạ mẹ tôi thiệt thòi hết, ở riêng chung với các con. Còn ba tôi thì sống riêng với người vợ sao. Đi đâu thì ba tôi đi với bà vợ sao. Mà ở thì ở chung một nhà. Dạ, chung một nhà. Cùng lo, dạ. Cùng lo cho con cái. Thưa bà thì bà biết là đất nước có chiến tranh vào lúc nào? Có cái chiến tranh mà tự nhiên bà cảm thấy nó chung quanh bà, nó vào cái tuổi nào đó? Năm 1945 đó, thì lúc đó tôi mới có 7 tuổi à. Ba tôi làm trưởng ga Phú Lâm, Phú Lâm là cái vùng ở Chợ Lớn đó. Thì một đêm đó thì tôi nghe lao xao ở ngoài sân ga, la lối dữ lắm. Rồi thức mình dậy thì tôi nghe ba tôi nói là Nhật vô, nó chiếm cái ga Phú Lâm đó, nó bắt ba tôi ra đào mấy cái hố sâu xung quanh đó để mà nó làm hầm trú ẩn. Rồi ba tôi mới bảo mẹ tôi cùng đi với lại những cái người con ở địa phương, bà con địa phương đi ra ngoài cái đồng ruộng Phú Lâm nó nằm, bởi vì Nhật nó bỏ bom mấy cái nhà máy gạo ở Phú Lâm đó. Thì cái đêm đó tôi mới biết là có chiến tranh, có giặc, có bom, có nổ. Và nó bỏ để cho những cái nhà máy xây lúa gạo ở Phú Lâm Chợ Lớn mình bị tê liệt, để nó nắm về kinh tế, là tôi bắt đầu hiểu có chiến tranh từ năm tôi 7 tuổi. Thưa bà, cái tình cảm của bà như thế nào? Nhìn thấy những cái đó thì cái cảm xúc của bà nó như thế nào? Thì cũng tuổi thơ qua, ngày hôm sau ông nội tôi từ Long An đó mướn một chiếc xe ngựa đó chở gia đình chúng tôi về quê ở Long An đó. Cách Phú Lâm độ khoảng chừng 30 cây số đó, ở về quê đó. Thì cả ngày cứ sống với cảnh quê, hồi nhỏ tới lớn thì không có được sống ở quê. Ở thành phố đi học rồi suốt cả ngày cứ ra ruộng rồi ra ao rồi chơi cây cối rồi cũng không biết gì hết. Có một hôm đó sao tự nhiên thấy có một đám lính người Pháp họ đi vô cái xóm của chúng tôi, cả nhà đều sao. Đàn ông thì sợ quá đội qua bên kia sông, chúng tôi hãi hùng chúng biết chuyện gì xảy ra. Thì nghe nói lúc đó nếu mà người Pháp đi tới đâu đó thì có những cái người họ đi điềm chỉ gọi là Việt gian đó, người nào nhà khá giả có máu mặt vậy đó thì họ vô làm khó dễ để mà họ lấy tiền, còn họ có đàn ông á thì họ bắt đi. Thành ra cái ý tưởng lo sợ là khi thấy cái
cái nhóm linh linh pháp đi vô làng là sợ lắm, là biết là có bắn với nhau rồi. Lúc đó là Việt Minh đó, họ ở trong mấy cái chùa, mấy cái xóm đó, họ bắn lẻ tẻ ra đó, tôi sợ lắm. Dạ. Như vậy là trong cái khung cảnh và diễn tả như vậy là có tới ba lực lượng khác nhau, một bên Pháp, một bên Việt Minh, còn một bên lính của Việt Nam nữa, phải không thưa bà? Hay là... Dạ không, ở Việt Nam đó là mấy người mình nói là Việt Giang là đi làm thông dịch viên cho người Tây đó. Dạ. Thì mấy người đó họ hay đi làm tiền lắm. Ừ. Họ biết những cái làng nào mà những già khá giả có tiền, họ hay dắt vô. Ừ. Nếu có đàn ông con trai ở nhà là bắt hết. Rồi nhiều khi họ phải trả tiền cho họ, thì nghe kể vậy. Dạ. Là chúng tôi sợ lắm. Dạ. Dạ. Cái điều đó nó có ảnh hưởng đến việc học hành gì của những người tuổi trẻ như bà lúc đó? Lúc đó trường đâu có mở, đóng hết. Ừ. Rồi ba tôi mới không ở được cái cảnh của Việt Minh đó. Ừ. Ba tôi hồi nào giờ cũng không chịu cái chế độ cộng sản từ lâu rồi. Ừ. Cái ổng mới cái ga Phú Lâm thì bị Nhật nó chiếm đóng đóng cửa rồi. Ừ. Thì ba tôi mới đi bộ từ Đông An mà về Sài Gòn đó. Thì cũng trên 20 cái số, khi thì đi xe ngựa, khi đi bộ về tới Sài Gòn, ổng đi trình diện đó. Ừ. Ổng được đưa lên cái ga ở trên Đà Lạt, ổng làm việc. Ừ. Rồi sau một thời gian 2-3 tháng, ba tôi gửi thơ về thì mẹ tôi dắt năm đứa con đi lên Đà Lạt, là chúng tôi mới học hành tại Đà Lạt. Dạ. Tức là khi mà bà bắt đầu vào những trường trung học ngoài kia là bà đã tiểu học ở trung, những năm cuối của học ở trung học ở lên Đà Lạt học. Yeah. Tôi học tiểu học ở Nha Trang, yeah. Rồi Phan Thiết, yeah. Rồi hết lớp ở Phan Thiết thì tôi vào, tôi thi vô Gia Lâm đậu liền, tôi bắt đầu ở Sài Gòn luôn. Sài Gòn đi học. Ba tôi lúc đó cũng đổi về Sài Gòn làm ở ga Sài Gòn. Ồ, dạ vâng. Dạ vâng. Thưa bà, thì trong gia đình của bà đó, qua những cuộc chiến tranh 45, rồi suốt 21 năm từ 54 cho tới năm 75 đó, có ai bị tàn tật, thương tích cũng hoặc là chết vì cuộc chiến không thưa bà? Dạ có. Tôi có người em chồng. Chú ấy đi binh chủng thiết giáp, lái xe thiết giáp. Dạ thưa, rồi đi hành quân rồi bị bên Việt Cộng họ bắn B-40 đó. Cháy cái xe tăng thì cái người chú đó, tất nhiên em của tôi đó, em có chồng tôi đó, tôi kêu bằng chú đó. Thì bị cháy mặt, yeah. Và phỏng tai chân. Thế bây giờ thì còn tàn tật, đang ở Việt Nam. Yeah. Thưa bà, rồi bà lập gia đình năm nào ạ? Dạ, như chúng tôi cũng có nói ngay từ đầu là tôi thương mẹ tôi lắm đó. Mẹ tôi hy sinh cả đời cho chúng tôi đó. Thành ra tôi nghĩ rằng tôi không lập gia đình. Thì tôi đi làm việc, tôi ra trường, tôi học ở Gia Long ra, rồi tôi đi học cái trường cán sự xã hội ở TVN đó. Cũng gần cái trường Gia Long, cái trường đó dạy về y tá và cán sự xã hội của Hội Hồng Thực Tử Pháp đó. Tôi học xong, tôi vô trong đó thì tôi học cái gọi là khóa đồng khóa cán sự xã hội. Chúng tôi học được 3 năm ra trường, mang cấp bậc chính quy. Thì tôi ra tôi làm việc ở Bạc Liêu một năm. Rồi tôi về Cần Thơ làm 5 năm. Thì lúc đó tôi 28 tuổi rồi, thì cũng có nhiều người cũng muốn làm quen biết với tôi, nhưng mà đều tôi không có muốn lập gia đình đó. Rồi sau chắc đâu cũng là cái duyên đó, ông chồng tôi đó, thì ông thấy tôi làm việc chung này kia cũng theo đuổi một thời gian lâu lắm. Rồi có đến gia đình tôi để thăm viếng cho quen biết vậy đó. Thì mẹ tôi có tôi thì thôi, nếu lập người tốt phải thì lập gia đình đi. Thì tôi lập gia đình lúc tôi tới 28 tuổi rồi. Ông chồng tôi cứ nói là may quá, có ông rước cho ông thôi thì lành thành gái già. Dạ. Vâng, lúc đó thì ông nhà bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, ông lớn hơn tôi 2 tuổi, 30 tuổi. Dạ. Vậy cũng hiếm lắm phải không ạ? Dạ. Thưa bà, lý do nào bà lập, gia nhập quân đội Việt Nam Cộng Hòa? Như tôi nói từ đầu đó là lúc mà chúng tôi học ở trung học đó, thì chủ nhật đó tôi hay đi cô nhi viện đó, với mấy cái trường mù đó để tôi chơi với lo cho mấy em đó. Thành ra cái ý niệm mà về với xã hội thì có trong người của tôi rồi. Rồi khi quân đội nó tuyển đó, nó tuyển cán sự xã hội vô, thì lúc đó đó là nữ quân nhân chưa có sĩ quan.
nó tuyển những người có trình độ văn hóa vô. Ta gửi trong cái trường TVN đó, cái trường mà hội Hồng Thuật Tự Pháp học đó, dạy đó, thì tôi vào học. Thì trước tôi đó là có một khóa học nó là khoảng từ 8 đến 10 người thôi, có khóa 1. Thì tôi đợi cho xong cái túi tài rồi, thì tôi vô cái khóa 2. Thì tôi vào đó năm 1960, thì tôi thấy là cái sự xã hội thì cũng hợp với công việc của tôi. Tức là những cái ngày cuối tuần lúc tôi còn đi học đó, thành ra tôi vô tôi học cái ngành cán sự xã hội. Và cán sự xã hội nó trực thuộc về bên quân đội hay không ạ? Dạ thưa, của cái đó là một trường tư của nhà dòng. Nhưng mà quân đội mình gửi vô học. Tại lúc đó đó ở miền Nam chỉ có duy nhất một cái trường đó là đào tạo cán sự xã hội thôi. Thành ra quân đội tuyển mộ vô rồi gửi cho trường đó học ở nội trú luôn 3 năm. Dạ. Trong cái thời gian học, coi như là đeo lon quân đội ngồi học trong trường cán sự xã hội đó, bà có kỷ niệm gì vui buồn gì đáng nhớ không? Dạ thưa, chúng tôi đi học thì cũng như là một một khóa sinh thường thôi, không có mặc quân phục của quân đội. Mặc blue rồi đi học, học lý thuyết. Học lý thuyết rồi thời gian thì đi thực hành. Đi thực hành thì chúng tôi phải đi các cơ sở xã hội tại đó, tại Sài Gòn. Còn về y tế thì đi các bệnh viện. Nếu chia ra một năm rưỡi đầu thì chúng tôi học về y tế, để có khái niệm về y tế. Và thi tuyển đậu xong rồi đó thì mới lên học về xã hội. Và nó cũng bài bản những cái chương trình đó, nó lấy từ bên Pháp qua. Dạ vâng. Học là toàn nữ không hay có nam giới ở trong đó không? Dạ thì nữ không. Dòng đó của phi charité đó, của các bà nữ không? Dạ. Thưa bà thì sau đó thì sau khi ra trường rồi thì bà được bổ về làm việc trong quân đội. Bà có phải bao giờ phải ra chiến trường để coi như là cứu trợ hay là giúp đỡ những quân nhân không thưa bà? Bao giờ phải ra chiến trường không? Dạ. Tôi chủ yếu là chúng tôi làm ở văn phòng. Chúng tôi lo các trại gia binh đó, tại vì mỗi đơn vị đó có thành lập những cái trại gia binh cho gia đình ở. Thì chúng tôi lập những cái cơ sở tại đó, chẳng hạn như mở các phòng khám bệnh, những cái nhà bảo sanh, những cái trường học. Còn ngoài những cái thời giờ đó đó thì chúng tôi thường hay theo, như tôi là sĩ quan, là trưởng phòng xã hội, là hay đi theo các vị tư lĩnh đó, đi thăm các chiến sĩ có tiền đồn. Thì đi là đi theo các ông tướng thôi, chứ mình cũng không có phải ra mặt trận. Và thứ nhất là những cái ngày lễ lớn của quân đội hay là Tết của mình đó, hay đi theo, đi trực thăng đáp với mấy ông tướng. Chúng tôi cũng hay đi. Thế bà nhìn thấy những khi mà đi như vậy đó, đi ra ngoài đó, bà nhìn thấy chiến trận hoặc là các cái người chiến binh Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, cảm nghĩ của bà ra sao vào cái lúc đó? Thật ra thì mình cũng không có đi, ví dụ các vị tư lệnh họ đến đó là cái chỗ nào mà đánh trận xong rồi đó. Thì vị tư lệnh đó đến để mà nghe tường trình báo cáo, mình đi theo, đem quà để cho những cái chiến sĩ tại đó thôi, chứ mình cũng không có thấy dàn trận đánh nhau. Chỉ có là ví dụ các thân binh đó xong rồi trực thăng tải về của nghi viện Phan Thanh Giản đó, thì xã hội chúng tôi phải đến. Ngoài Phan quân nghi viện họ có những cái y tá họ làm những công việc y tế, còn chúng tôi thì lo về mặt xã hội. Tôi thì báo cho gia đình, để cho gia đình đến những cái người thương binh nặng. Có những người thì không mặc quần áo được, chúng tôi phải lau chùi hàng ngày. Rồi đợi khi mà có gia đình đến thì mình họ lo bớt, thì mình để đi lo những cái người mà chưa có gia đình. Thì khi chiến trận nhiều thì công việc chúng tôi nhiều lắm. Chúng tôi tiếp xúc với những cái người thương binh, họ đau đớn lắm, họ bị thương nặng, họ đau đớn lắm. Chúng tôi cũng buồn lắm. Mình buồn nhiều chừng nào á thì mình tận tình lo cho các anh đứa chừng đó. Có cái kỷ niệm nào đặc biệt, thí dụ như bà có những ngày ở đó có những cái gì xảy ra mà khiến cho bà không quên được không, trong thời gian mà bà đi thăm và giúp đỡ những thương binh ở trong các bệnh viện quân đội? Ở Cần Thơ lúc đó chúng tôi đó có một anh thương binh đó,
cục hai tay, cục hai chân mà mù hai mắt luôn đó. Thì cái lần đầu tiên đó, người bạn đó đẩy anh đi xa lăng lại cái phần xã hội đó, lần mà gặp chúng tôi để mà cần xin giúp đỡ đó. Thì cái phòng xã hội chúng tôi lên phòng nó có 2-3 cái tăng cấp đi lên cái phòng. Thì cái người bạn đó bế cái xe lăn lên thì mới giới thiệu. Thì chúng tôi đi làm thì có để bản tên, tên chị Nga. Thì người bạn mới giới thiệu đây là cô Nga, trưởng phòng xã hội. Thì chúng tôi làm việc với anh đó, coi cần, anh đó cần cái gì thì chúng tôi lo theo cái phương tiện chúng tôi sẵn có. Thì mấy hôm sau, cái mỗi lần anh đến, vừa mới tới cái cửa là anh kêu tên tôi. Mà mấy lần sau thì mình cũng còn quen rồi. Cái lần thứ nhất, lần thứ hai, cái mình nhìn thấy một cái con người á, nói được với mình á, mà sao cũng không có mắt, không có tay, có chân á, ngồi đắc lư trên chiếc xe lăn y như một con búp bê đó, làm cho mình chịu không nổi, mình cảm động lắm. Mình thấy không còn là một hình hài con người nữa. Là kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi. Cảm ơn chị đã chia sẻ những cái phút rất là cảm động và thương tâm. Thưa bà thì bà nghĩ gì về cuộc chiến tranh Việt Nam? Thật ra lúc chúng tôi đi làm, chúng tôi cũng không có thời giờ suy nghĩ nhiều đó. Công việc hàng ngày nó cứ đầy ắp, thành ra cũng không có dịp suy nghĩ nhiều. Cái khi mà thì mình cũng theo dõi trên đài, cũng biết trận này thua, trận kia thắng. Nhưng mà khi thấy thương binh mà về quân y viện đó, lúc đó mình mới thấy rõ ràng cái chiến tranh nó đem đến cái gì. Thắng đâu mình không thấy, nhưng mà thấy thương binh hàng lớp trở về. Người mất tay, người mất chân, người mất mắt. Người thì về tới nơi là phải đưa vô nhà xác. Nó là buồn rũ rợi. Nhất là cái ngày cận cái ta mà từ đầu năm tới tháng 4, 75 đó, dồn dập về. Lúc đó chúng tôi về trường xã hội quân đội rồi, là một cái trường huấn luyện các chị em ra làm công tác xã hội đó. Cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa, một ngày không biết đem bao nhiêu người về. Khóa sinh chúng tôi đang học vậy đó, chúng tôi cũng phải đưa đi lên trên đó để mà tiếp với gia đình. Các anh đã về nhiều quá, không có chỗ nằm nữa. Mấy cái học mà đá lạnh đầy hết, phải để mấy cái phòng rồi dẫn các bà vợ vô tìm xác, cũng chịu không nổi. Phải dỡ kéo mấy cái bao ni lông ra từng người để nhìn mặt, không chịu nổi. Cảnh đau thương, cái mùi hôi thối nhòe nhòe máu me, nó làm chúng tôi rũ rợi, không còn tha thiết gì hết. Cho nên cái ngày 30 tháng 4 đó, nhiều bạn bè rồi tìm tàu, tìm máy bay rồi đi, chúng tôi không có bước lên nổi, ra khỏi cửa. Cái nghĩa trang quân đội đầy quả phụ ở trên đó, mấy cô xã hội cũng lần lượt bỏ đi về. Không còn tinh thần nào mà đi xuống tàu hay đi lên máy bay mà đi nữa. Dạ, thưa bà có cái dịp tiếp cận với người Mỹ sớm không, trong thời gian nào? Cái năm tôi làm ở Bạc Liêu đó, năm 1963 đó, thì có một ông đại quý Mỹ, ông muốn cuối tuần đi qua một cái khu nhi viện đó để ông săn sóc với đứa trẻ. Thì trong bộ tư lệnh quân đoàn không có ai tình nguyện đưa ông đi, thì ông đâu có nói tiếng Việt được. Thì tôi tình nguyện đưa đi. Và cái Bạc Liêu, cái tỉnh nó nhỏ lắm, mà mình ngồi trên chiếc xe riếp với một người nước ngoài á, thì trông nó không giống ai hết. Thành lúc nào tôi đi tôi cũng phải mặc quân phục. Mà tôi nhớ cái thành phố Bạc Liêu á, từ bên đây bộ tư lệnh mà đi qua cái cầu mà có cái cô di viện của bà Phước để chăm sóc mấy đứa nhỏ, thì phải qua cái cầu nổi, nó bắt cao lên để ghe tàu dưới này đi qua được. Mà xe hơi với người đi bộ thì đi chung với nhau. Tôi với ông Mỹ đó đi qua cái cô di viện đó, thì tôi làm thông điệp viên cho ông lo chăm sóc mấy đứa nhỏ, đem thuốc đồ qua
Thì tôi thấy người Mỹ tốt. Cái ngày Chủ nhật đó lại họ đi các nơi, họ đi nghỉ mát, thì họ lại đi làm công tác xã hội. Tôi thấy người Mỹ họ có tấm lòng nhân đạo. Thưa bà nghĩ gì về chính sách của người Mỹ về chiến tranh Việt Nam, trong chiến tranh Việt Nam? Lúc tôi còn đi làm việc thì tôi cũng không có tìm hiểu nhiều đâu. Nhưng sau khi định cư ở Mỹ này đó, qua sách báo rồi, qua băng, qua phim đó, thì tôi thấy rằng không có giúp mình thật tình đâu. Bởi vì lợi ích của nước Mỹ thôi. Cho nên 72 họ đã bắt đầu họ là muốn cúp viện trợ, muốn bỏ mình rồi. Thành ra đó là một cái bài học kinh nghiệm của mình. Việc gì mình cũng phải tự lực cánh sinh, đừng có trông chờ vào ai hết. Thưa bà, nãy bà có nói sơ qua về ngày 30 tháng 4, nhưng mà bà nhớ lại là đúng ngày 30 tháng 4 năm 75, bà đang ở đâu và làm gì? Cái ngày đó, đó khóa sinh tôi còn ở trong trường nhiều lắm. Bởi vì đang còn hai khóa học. Thì khi nghe Đại tướng Dương Văn Minh nó đầu hàng rồi đó, tôi đóng cửa trường. Thì một số các em khóa sinh đó, thì nó đi đâu đi. Còn một số còn lại, tôi nhớ là khoảng 20 em đó, còn lại trong trường. Nhà nó ở xa lắm, nó không biết đường đi đâu. Thì xe riết của chúng tôi cứ chở từ từ về nhà tôi ở quận 8 đó. Tôi về đó ở, rồi coi cái qua 2-3 ngày sau đó, nó êm rồi đó, thì tôi cho tiền các em về, mà đa số các em ở miền Trung chứ ở miền Tây dễ đi lắm, có đi về hết à. Còn một số các em mà nó còn kẹt lên trên cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa mà nó đang lo, cũng tự động mấy em cũng tự lo đi về nhà, không có ai lo nữa hết. Cái tình cảm của bà hôm đó, những ngày đó nó làm sao? Tôi đã nói hồi nãy tôi buồn lắm, tôi không nghĩ đi đâu hết. Ông chồng tôi có người bạn, có chiếc tàu ở nhà bè, Phú Xuân nhà bè. Đại tá của Phú Tấn Tân Châu ở miền Nam bây giờ, Nam Cali bây giờ. Nhà tôi biểu tôi đi xuống dưới rồi đi tàu, tôi không đi. Rồi hai vợ chồng giằng co với nhau mà tôi nói thôi giờ, thì ba bắn cho tôi chết đi rồi ba tính tôi dễ, tôi không đi đâu hết. Tôi buồn lắm, tôi không đi đâu, thì gia đình chúng tôi ở lại. Rồi ông nhà đó thì cũng là sĩ quan mà cũng có khả năng đi, mà vì sao ông không quyết định không đi? Tại bà không đi hay là tại vì ông cũng không muốn đi? Ông muốn đi đó, ông rủ tôi đi cái ngã nhà bè đi tàu xuống của ông đại tá của Tấn Chiên Châu đó, nhưng mà tại tôi không đi. Lý do là tôi buồn lắm. Tôi không đi thì ông cũng ở lại, ông cũng rồi đến khi ông bà không đi ở lại, rồi đến khi bị tù như vậy, cả hai người đều bị tù vậy, sau đó bà có thấy ân hận không? Bà không đi không? Tôi không ân hận. Bởi vì tôi ở lại, tôi còn hai bà mẹ. Bà mẹ ruột của tôi đó, bà mẹ ruột tôi còn, với bà má chồng tôi. Tôi ở lại, tôi không có cái gì ân hận. Tôi nghĩ rằng tôi ở lại thì tôi cũng đi làm, cũng bán rồi, tôi nuôi con, nuôi gia đình tôi thôi. Nhưng mà sau đó thì bà cũng đi tù, mà ông cũng đi tù, với cũng đâu có chăm sóc gì được những người nhà của mình đâu. Thì mình biết thế nào rồi, mình đọc sách, mình biết hồi đó bên Liên Xô với bên Trung Quốc á. Thì nó cách mạng thì nó cũng bắt những người làm việc khác của nó, khác chính quyền của nó cũng đi tù đài, thì mình cũng biết vậy thôi. Mình cũng chấp nhận vậy thôi chứ mình biết sao. Thì chồng tôi thì ông buồn lắm, ông cứ đi ra ngoài hoài để gặp bạn bè, tôi cũng sợ lắm. Nay thì nghe người này bị bắt, mai thì nghe người kia bị bắt, tôi sợ đó. Nhà tôi cũng cứ đi hoài, đi kiếm bạn đòi hỏi thăm tin tức vậy đó. Rồi thì một tháng sau thì có thông báo đi học thì chúng tôi sĩ quan cấp tá, thì mình nói thôi đi học rồi về thì đó làm ăn nuôi con, học có một tháng thôi, đem theo tiền ăn có một tháng thôi. Thì mình ăn đủ, đóng tiền ăn đủ một tháng thì mình về. Vậy có biết đâu là mình bị lừa gạt. Thưa bà nãy nói về trường, tức là bà, cái chức vụ cuối cùng của bà là bà trông coi, quản lý cái trường đó hay sao? Bà nói là trường gì? Dạ, từ năm 72 đến năm 75 đó, thì tôi là chỉ huy trưởng trường xã hội quân đội. Các chị em nữ quân nhân đó, học quân sự xong ở trường nữ quân nhân, mà người nào đi ngành xã hội đó, thì qua trường xã hội quân đội học thêm cái phần chuyên môn. Nó có hai khóa, sĩ quan và hạ sĩ quan.
Dạ thưa bà, lúc đó trường có bao nhiêu khóa sinh ạ? Lúc mà thường thường trung bình thì nó có một khóa sĩ quan khoảng từ 4 đến 50. Hoặc là sau đó thì một khóa hạ sĩ quan, các chị em và nữ quân nhân cũng ít. Đầu vào rồi thì họ cũng đi nhiều ngành khác lắm. Có một số chọn ngành xã hội thì về chúng tôi. Thì ngoài ra chúng tôi còn mở những cái lớp mà dạy các cô giáo, mà dạy nhà trẻ, gọi là ưu tri viên đó. Bởi vì trong các trại giai binh chúng tôi nó có mở mấy cái ưu tri viên cho các trẻ nó học. Thì chúng tôi cũng có tu nghiệp, rồi huấn luyện các giáo viên dân chính nữa sau về làm việc cho các trại giai binh nữa. Dạ. Và lúc đó là cái cấp bậc của bà là gì ạ? Dạ, thế lúc đó chúng tôi mang cấp bậc thiếu tá. Dạ vâng. Và lúc đó là ông nhà là cấp bậc gì? Bà nhà tôi cũng thiếu tá. Dạ vâng. Đó, thưa bà thì ban nãy bà có diễn tả về vấn đề tình cảm của bà trong các ngày 30 tháng 4 và bà đã làm gì. Thì bà có thể cho biết là sau đó thì sau ngày mà đi trình diện 30 ngày mà tưởng là 30 ngày đó thì chuyện gì xảy ra cho bà? Thì lúc tôi đi thì con đứa con nhỏ của tôi đó nó có 3 tuổi à. Thì tôi nghĩ rằng là tôi đi một tháng về. Tôi có hai đứa cháu nó đang ở nhà tôi nó đi học. Hai đứa cháu nó ở tỉnh á. Thì tôi giao cho nó một đứa con gái, một đứa con trai nó đang học đại học. Thì giao cho nó ở nhà trong bốn đứa em, con của tôi đó. Thì để tiền bạc ở nhà cho nó đi chợ bố. Thì tôi đi chừng nửa tháng thì mẹ tôi đó, từ bên người chị tới đó, mẹ tôi ở với chị. Thì qua ở. Rồi một cô em của tôi đó, tôi là người thứ ba trong gia đình và cô em tôi là thứ năm. Thì có chồng đang đi tu nghiệp ở nước ngoài. Có đứa con mới có vài tháng về ở nuôi con tôi. Thì cũng tính nuôi tháng đi rồi tôi về thì trả lại. Thì phải nuôi con tôi trên 3 năm. Như vậy lúc bà đi là các người con là ở tuổi nhỏ nhất là 3 tuổi và lớn nhất bao nhiêu thứ tự tuổi của tôi? Dạ, thì lúc đó, lớn nhất đó là 9 tuổi, nhỏ nhất là 3 tuổi. Dạ, vâng. Và bao nhiêu trai, bao nhiêu gái, tên là gì? Dạ, thế trai đầu là Minh Ngọc. Dạ. Ba đứa sau con gái, Phương Ngọc, Bảo Ngọc, Quỳnh Ngọc. Dạ, vâng. Quỳnh Ngọc sau này nó cũng có viết mấy bài đi thăm nuôi cha, rồi đi thăm nuôi mẹ. Dạ. Rồi cũng báo, rồi cũng đăng, rồi cũng lên ăn tiệc nết, rồi cũng dễ thương. Dạ vâng. Tức là từ 9 tuổi mà đến khi bà trở về thì cháu cũng thành 12 tuổi. 12 tuổi, dạ vâng. Và bà có thể kể cho biết về cái đời sống trong tù của bà như thế nào không? Thì quý vị cũng biết rằng là tất cả chúng tôi đều bị lừa gạt hết. Nghĩ rằng đi một tháng, người đàn bà thì cũng chỉ đem những cái gì cho cần thiết cho người phụ nữ trong một tháng thôi. Thì mình biết là đi thì ở rừng, ở núi, thành ra cũng phải đem những cái tấm ni lông, những cái khăn đắp, những cái đồ cá nhân trong một tháng. Thì vào đó đó thì có nhiều nơi, nó có nhiều quận nó có phương tiện thì nó tập trung nữ riêng, nam riêng. Có nhiều cái quận quân số ít quá, nam nữ nó dồn chung. Như chúng tôi ở quận 8 đó thì nam nữ dồn chung một xe để mà đi lên cái chỗ mà trại tù. Tới đó thì nó phân nữ ở mấy cái barrack riêng, nam ở barrack riêng, nữ thì nhà nấu cơm hàng ngày, còn nam thì lo dọn dẹp doanh trại, cất lợp nhà trại thêm, dọn dẹp bãi mìn nữa. Thì đi qua đi lại còn thấy các nam như ông xã tôi đi qua đi lại mỗi ngày còn thấy nhà tôi đi lao động về. Nếu chừng một tháng đó thì tất cả các trại nữ nó cho về quan trung hết, nó gom về quan trung hết. Thì lúc đó là mình biết rồi, mình biết bị gạt rồi. Khi mà biết bị gạt như vậy, bà có hỏi họ không? Họ gặp và hỏi tại sao mà nói 30 ngày bây giờ giữ chúng tôi không? Họ nói là sao? Học tập tốt, lao động tốt thì về thôi. Dùng cái tiếng về thôi. Chứ nói vậy. Có ai được, có bao giờ trong mấy năm tù đó, ông hoặc hay bà và cả ông nó có bao giờ được ra một cái tòa án nào không? Tòa án là chỉ những người nào mà ở trong trại đó. Mà chống đối họ cụ thể đó.
chống đối bằng cách với là không có chịu thi hành những cái kỷ luật trong trại đó thì hoàng quại lắm, họ phải đưa ra những cái tòa án của họ là tòa án nhân dân của họ thôi, còn tất cả đều không có qua một cái tòa án nào hết. Và cứ dùng cái câu học tập tốt, lao động tốt thì về. Rồi một ngày ở trong tù của bà như thế nào, như sáng làm gì, trưa làm gì, tối làm gì, bà có thể nói nhớ lại. Dạ thế thì sống bằng cái tiếng kẽn, chúng tôi nói với nhau là sống bằng cái tiếng kẽn, nó có cái nội quy rồi. 6 giờ thì kẽn dậy thì tập thể dục, 7 giờ kẽn đánh thì ăn sáng, 8 giờ kẽn đánh thì đi lao động đại khái. Sống bằng cái tiếng kẽn thì nó cũng có sắp xếp giờ, nhưng mà riêng trại nữ của chúng tôi á, tại vì nữ ở trong quân đội nó có kỷ luật cũng quen rồi. Rồi mình ở nhà mình cũng là người chị, người mẹ mẫu mực, nó cũng quen rồi. Thành ra nó cũng giờ đâu nó cũng ra đó, cũng không tới khi nào mà để quản giáo phải nói nhiều với mình hết. Mỗi người chị em tự giữ, tự lo, tự nấu ăn làm sao có những bữa ăn cho tốt, cơm cho chín. Tại vì nấu không biết cách nấu, nấu những cái chảo to lớn, nấu một lần nữa bao gạo chỉ xanh, rồi không kinh nghiệm nhiều khi sống chị em ăn không được, buồn lắm, mình buồn lắm. Thành cứ rút kinh nghiệm học hỏi với nhau để có cái bữa ăn chín cho các chị em ăn cho đầy bụng. Thì ban ngày thì quần quật làm, trưa thì cũng có cái giờ nghỉ trưa, nhưng mà trong 3 năm tù tôi không bao giờ ngủ trưa, để tối tôi ngủ, tại tôi còn 4 người con mà. Tôi nằm xuống tôi phải nhớ tới nó. Thành ra ban ngày phải đi mai vá, đi trồng rau để mà có món ăn thêm vậy không? Để tối thì ăn ra mà ngủ. Tức là các người tù nhân là phải tự trồng rau cho mình ăn à? Nhà nó cũng có thực phẩm hàng ngày, nhưng mà mình ví dụ như họ có rau muống rồi mình lặt mấy cái cọng còn dư rau lang thì mình đem mình cắm xuống đất xung quanh trại đó để mình có, rồi mình ăn chung với nhau thêm. Một bữa ăn này gồm những gì thưa bà? Thì đại khái là muối với rau, lâu lắm mới có những cái con rêu khô nhỏ đó. Tôi đảo với nước muối ăn. Có cơm không? Cơm có đủ ăn không? Dạ, ở trong Nam thì chúng tôi được ăn cơm pha với lại khoai mì khô. Dạ, pha với khoai lang khô được ăn. Thỉnh thoảng những cái thời gian đầu thì còn ăn bo bo, sao ăn cơm mà không biết gạo ở đâu, nó bông cỏ không à. Một ngày nấu cho trại một bao chỉ xanh gạo đó, mà ngồi phải lụm bông cỏ cho sạch. Cái toán nào mà làm bếp đó ngày đó đó phải cùng nhau cả trại phụ lụm cái bông cỏ để ăn không được. Không biết sao thì mình ở đó mình đâu có ăn cơm gạo bao giờ có bông cỏ đâu, mà tại sao mà vô trong tù ăn cơm gạo toàn bông cỏ không à. Cái việc mà lặt bông cỏ cũng vất vả, bỏ những cái bữa trưa để lặt bông cỏ để mà chị em có cơm mà ăn. Rồi tự mình biến chế tự mình biến chế mình làm. Ví dụ rau thì mình bỏ muối vô. Rồi ví dụ nhiều khi nó cũng phải nuôi heo nữa đó. Nuôi heo gọi là nuôi heo để cải thiện đó. Chúng tôi nuôi heo thì tới những cái ngày lễ lớn của họ đó, họ cho làm heo. Rồi chúng tôi để dành mỡ đó, chúng tôi bỏ vô mấy cái nước rau rồi đó. Cho chị em. Thưa bà có đói không? Có bị đói không? Chúng tôi thì cũng ăn ít quen rồi. Nó ăn một ngày có 3 bữa mà đâu có đúng đủ. Cái mình cứ để dành sáng sớm mình ăn, mình hay đi lao động đó, mình hay đói nhiều đó. Thì mới chịu cái những cái lon gigo quý lắm, ở trong đó lon gigo quý lắm để gì? Để cơm. Sáng hôm sau mình dậy mình bỏ chút nước nóng vô mình ăn thêm rồi mình đi lao động. Khi bà nói đi lao động là thực tế là thì ra trồng quốc đất, trồng rau. Dạ, trồng, chúng tôi trồng đậu, đậu đen, đậu đũa, trồng rau lan. Cái hình thức của họ đó, cho chị em chúng tôi nghĩ đó. Họ nói là để chúng tôi biết lao động đó. Chứ chúng tôi nghĩ là họ đài chúng tôi đấy. Họ đài chúng tôi đấy. Họ có nói chúng tôi hồi đó ngồi mát ăn bát vàng đó. Bây giờ để cho biết. Lao động thì cũng tùy theo.
mỗi tờ xã hội thì cũng phân chia lao động thì mỗi người làm công việc, chứ mắc gì phải cầm cuốc cầm cái cày mới là lao động đó. Nhưng mà chúng tôi thì cứ lặng lẽ mà làm thôi, mình không muốn ai nói nặng mình. Thế mà có vài lần chính trị viên nói chúng tôi, nhất là cái đội mà lớn tuổi chúng tôi đấy, là nín thở qua sông. Họ nói gì họ nói. Thứ ba, bị tất cả những cái tù đầy thù hận chút lên đầu mình như vậy, bà có thấy thù hận gì không? Mình nghĩ họ có dịp để họ trả thù mình. Có dịp để họ trả thù mình. Mà họ nói họ nhân đạo. Chúng tôi đi viện, chúng tôi đau, chúng tôi đi nằm bệnh viện về, ở viện, viện thì viện cũng có họ. Người bệnh thì người tù nằm. Mà từ viện về, họ xét chúng tôi đó, còn hơn là xét để mà tìm những cái vũ khí hay là những cái mật mã gì của CIA. Đúng không biết sao mà nghĩ cái gì. Họ làm đi mất đi cái nhân phẩm con người. Cái điều mà bà cảm thấy là bị xúc phạm nhất trong nhà tù và bị coi như đày đọa nhiều nhất trong nhà tù là điều gì thưa bà? Cái cô quản giáo của tôi cũng lớn tuổi rồi, khoảng trên 50 tuổi, cô đi phép. Thì đưa một cô nhỏ là khoảng 30 tuổi, cô còn trẻ. Cô làm cái quản giáo thì không biết cô hận thù gì cái nhóm của chúng tôi có mười mấy người hả? Cái nhóm chị em lớn tuổi đó. Khi 8-10 giờ đêm giờ đi ngủ rồi, họ kêu chúng tôi ra ngoài sân, họ bắt xếp hàng. Họ bắt xếp hàng, họ rầy rà nặng nhẹ. Vô trong tù, vô trong này rồi không còn tá tướng gì. Các chị phải lao động tốt, học tập tốt. Nói gì, không ra cái gì, bắt đứng hàng giờ ở ngoài trời, đêm vậy đó, không biết họ muốn cái gì. Thưa bà, cái tổng số tù nhân cùng với bà ngoài cái nhóm người lớn tuổi như bà Văn nói, lại nó có mười mấy người, còn cái nhóm trẻ nữ tù khoảng bao nhiêu trong cái trại đó? Nó gom về cái khu trung tâm huấn luyện quân trung cũ của mình đó, nữ quân nhân thì khoảng 200 người. Cảnh sát khoảng 100 người. Và cái trại chúng tôi khoảng 400 chị em. Thưa bà, bây giờ nói đến chuyện mới đây thì bà sang Mỹ vào năm nào ạ? Chúng tôi đi diện HO năm 1993. Thưa bà, thì trong cái lúc mà làm giấy tờ đó thì ông bà có bị khó khăn gì không? Dạ thưa, khó là bởi vì nghe lúc đó thì công an của Việt Cộng nó cũng mang tiền những người mà đăng ký đi HO dữ lắm. Vì chúng tôi là một trong những cái trường hợp đó là như thế này. Chúng tôi đi đăng ký thì bạn chúng tôi đi đăng ký cũng cái thời gian đó. Thì danh sách họ ra, ví dụ như tới danh sách 10, tới cái ra từng đợt danh sách HO 10, 11, 12, chúng tôi đợi mãi không thấy. Thường thường mà trước khi mà nó ra danh sách thì nó phải gửi hồ sơ về cái vụ nội vụ gì của họ ở Hà Nội đó. Thì mình sẽ được cái bằng cái thông báo. Và chúng tôi đợi hoài, bạn ra HO 13, 14 cũng không thấy danh sách chúng tôi về. Thì nó thấy chúng tôi là hai vợ chồng là sĩ quan, mà cái người phụ trách đó là nữ. Tình theo bạn bè sau này nói đó thì phải biết điều. Mà chúng tôi không biết cái chuyện đó. Hồi nhỏ tới lớn mình không biết cái vụ mà hối lộ được. Ai hối lộ mình hay mình hối lộ ai, mình không biết cái chuyện đó. Cái đến chừng tôi đợi hoài, bạn ra cũng một lượt với mình mà ra HO 13, 14 rồi mà chúng tôi không thấy cái hồi báo gửi đi Hà Nội. Ông chồng tôi mới lên chạy, cứ bằng gọi chạy đó. Thì chạy mà được ra cái danh sách mà gửi ra Hà Nội đó là vài chị bà. Rồi ra Hà Nội mà chạy mà vô đôn danh sách, đáng lẽ cái thời gian đó là chúng tôi là ra HO 20.
mà chúng tôi chạy ra Hà Nội với chạy tiền ra Hà Nội thì nó đôn đến tôi đã có 16. Tất nhiên là chậm hơn các bạn đồng hành là 6 HO. Mà mình chạy ở Hà Nội như vậy mình lên được 4 HO. Mình đâu có biết tiền đâu. Tức là những người cùng thở với bà họ được đi được hồ sơ trước rồi, và đến khi bà muốn hồ sơ lên sớm hơn là phải rút tiền cho đó vào cái sau khi rút tiền rồi bà vẫn còn đứng sau những cái người mà ra tù cùng thở với bà. Như vậy là ông bị tù bao nhiêu năm và bà bị tù bao nhiêu năm? Nó là như thế này, có không phải là bị tù nhiều năm, ít năm mà ra trước ra sao. Ví dụ khi mà công an của Cộng sản nó ra thông báo đó là những cái người mà đi tù cải tạo trên 3 năm thì đăng ký. Thí dụ vậy. Ví dụ như nhà tôi đi đăng ký cái ngày X, thì gặp các bạn đi đăng ký cũng ngày X. Thì họ ra bắt đầu hắt vô 10 cho tới 13, 14, mà chúng tôi thì tới nằm thêm. Chúng tôi chạy ở Sài Gòn. Được đưa Hà Nội ra, ra Hà Nội. Rồi ra Hà Nội chạy một cái nữa. Thay vì lúc đó ra Hà Nội mà theo thứ tự thì chúng tôi vô HO 20, 21. Chúng tôi mới chạy lên được HO 16. Tất nhiên là phải chạy hai đoạn nữa. Chạy hai đoạn nữa. Tổng số hết bao nhiêu tiền thưa bà? Trong Sài Gòn thì nó ăn ít thôi, ba chỉ vàng. Còn ra Hà Nội thì là một cây vàng. Khi mà bà được đứng trước mặt với người nhân viên di trú của Mỹ đó, họ có hỏi nhiều câu hắc bố mà họ hỏi về những điều gì ạ? À không, hồ sơ vợ chồng chúng tôi lên thì họ không có hỏi gì. Có một điều là hai đứa con lớn của tôi đó, nó lập gia đình rồi. Thì nó không được đi. Thì tôi có xin, tôi xin con tôi đó thì 7 năm xong nó cũng khổ sở lắm. Bây giờ tôi muốn xin cho nó đi theo. Nó lập gia đình rồi nhưng mà nó chưa có con. Thì từ chối thôi. Thế còn hồ sơ chúng tôi như vậy họ không có hỏi gì hết. Thì sau này người con lập gia đình của bà có được qua đây chưa? Dạ, chúng tôi vô quốc tịch rồi bảo lãnh các con nó qua được. Tới ngày hôm nay là được 2 năm rưỡi rồi. Vậy mừng quá. Thưa bà, thì đến Mỹ cái cảm giác đầu tiên khi bà đến Mỹ bằng cách gì, và khi mà bước chân vào Mỹ là ở đâu, mà bà cảm tưởng bà như thế nào khi bước chân đến Mỹ? Thật ra chúng tôi chuẩn bị đi cả năm, tại vì chương trình HO mình biết á, thành đã chuẩn bị cả năm á. Thì cho các con học anh văn, rồi chuẩn bị nhà cửa, rồi chuẩn bị đến lúc đó chúng tôi ra chợ An Đông chúng tôi buôn bán vậy đó, mới có tiền đi lo chạy. Chứ không thì chắc phải ra HO mấy chục sau này. Thì chúng tôi cũng chuẩn bị hết. Thành ra cái lo nhất cho chúng tôi á, tôi thì không có sợ cực khổ đâu. Chúng tôi thì thích làm việc lắm. Thành ra chúng tôi đi Mỹ á, thì chúng tôi cũng không có sợ gì đâu. Chúng tôi chỉ có nghe nói rằng là ở bên Mỹ đó là mình phải làm sao có tiền để mỗi tháng mình trả tiền nhà, thì mướn nhà thì gì đó. Còn mình ở Việt Nam cái nhà nhỏ nhỏ cũng là cái nhà của mình. Mình đâu có biết mỗi tháng phải trả tiền nhà. Tôi chỉ lo một cái điểm đó thôi, chứ còn làm việc gì tôi cũng không sợ, không lo. Thưa bà, thì sang đây thì bà làm thế nào để bắt làm nghề gì để bắt đầu lại cuộc sống? Thì lúc đầu hai vợ chồng tôi đi bỏ báo ở Sacramento, nó có cái tờ báo Bi đó. Nên nó bỏ báo. Thì 3 giờ mình dậy mình đi bỏ tới 6 giờ xong. Thì lúc đầu cũng chậm, hai vợ chồng bỏ cũng chậm, tháng cũng kiếm được 300-400. Rồi sau lần quen là kiếm được 500-600. Là phải bỏ công hai vợ chồng, rồi thương úp xe, rồi tiền xăng nhớt. Thế mà mình cũng đâu có biết làm gì mà chỉ đi bỏ báo. Già lúc đó là gần 60 tuổi rồi, đâu có đi học được. Có nghề gì mà dễ mà làm. Đi bỏ báo cũng, vợ chồng tôi bỏ báo cũng 5-6 năm rồi. Rồi sau bỏ báo thì có làm gì thêm không? Sau bỏ báo thì tôi có con em thứ năm mà lúc đi tù đó. Nó với đứa con nó qua mà nuôi con tôi đó. Thì nó đi vượt biên năm 79 đó. Nó qua bên Pháp, rồi nó qua bên Mỹ, nó bảo lãnh vợ chồng tôi qua.
thì hai chị em mới ngồi lại với nhau. Thì cái công việc của tôi làm lúc xưa thì nó hợp cho hai cái công việc là một là nuôi người già, hai là nuôi đứa trẻ, nuôi trẻ. Thì hai chị em ngồi bàn tính với nhau thì tôi chọn giữ trẻ thì tôi đi học, đi lấy license. Thì tôi giữ trẻ cho tới hôm nay. Thưa bà, bà có bằng lòng với cuộc sống ngày hôm nay không? Dạ, tôi rất thích, bởi vì là tôi thích làm việc lắm. Mà cái nhà trẻ của tôi đó thì hoạt động nhiều khi kể cả thứ bảy nữa, để có công việc làm hoài. Tôi thích, nhiều khi con tôi nghĩ rằng tại vì tôi trên 70 đó, các con biểu tôi nghỉ để vui thì tôi nói mẹ thích làm việc lắm, để cho mẹ làm mẹ vui. Tôi rất thích công việc hiện tại. Được nghe nói bà sinh hoạt bên này, sinh hoạt với những người cựu nữ quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa rất nhiều. Bà có thể nói về cái tổ chức của bà đang làm việc, mục đích và cái sinh hoạt là những gì không bà? Dạ, thưa, cái nữ quân nhân hải ngoại chúng tôi đó có cái thành cái quỹ để mà lo cho các chị em nữ quân nhân ở bên Việt Nam đó. Thì từ lâu rồi chị em cứ đưa ra mà không ai nhận làm. Đưa thì dễ nhưng mà điều hành thì nó không có dễ, cho nên không ai dám nhận. Thì cái đại hội năm 2005 đó, tại Washington DC đó, thì chị Hạnh Nhân có nói với tôi, với Nga làm đi. Mặc dù là công việc với Nga cũng rất là bận rộn. Mà tôi, chính tôi là người đưa ra cái công việc này mà 3-4 năm rồi cũng không chị nào tình nguyện. Tôi nhận làm. Là từ năm 2005 đó, mỗi một năm chị em chúng tôi đóng góp ít nhiều tùy mỗi chị thì gửi về cho tôi. Rồi chị em mà biết chị em bên Việt Nam ai đau bệnh nghèo khổ giới thiệu thì tôi ra dịch vụ tôi gửi điện. Thì mỗi một năm tôi làm cái tổng kết, ba gửi cho các chị em mà cho tiền. Mình chúng tôi làm được cũng là 5 năm rồi. Thì cũng đem cái niềm vui đến cho các chị em ở bên nước nhà, rằng không bị bỏ quên thôi. Chứ cái số tiền của chị em bên đây đóng góp thì cũng không có là bao, nhưng mà cái tình thì nó nhiều hơn. Và cái công việc hành chánh thì cũng nặng nề cho tôi lắm. Tôi phải làm cho kỹ lưỡng, cho sáng tỏ để chị em tiếp tục. Thưa bà, như vậy số hội, tổng số hội viên hôm nay là bao nhiêu? Chúng tôi cũng không có hội viên đâu. Chúng tôi có danh sách mà chị em nữ quân nhân ở hải ngoại đó là khoảng trên 200 người. Nhưng mà có nhiều người thì họ cũng không có thích trở lại đoàn. Một số rất ít, khoảng 100 chị em thì còn gắn bó với nhau ở Âu Châu, ở Canada, ở Úc, ở Mỹ thì nhiều. Còn cái số người chị em bên kia mình giúp đỡ hoặc là liên hệ lạc với các chị đó còn đông không? Số người còn lại Việt Nam? Việt Nam thì cũng còn đông lắm. Nhưng mà thường thường mỗi một năm chúng tôi giúp đỡ từ 3 đến 50 người. Và tôi là những cái người mà bạn bè ở bên đây biết giới thiệu đó. Còn các chị em về đó thì các chị em về quê xa xôi rồi nhiều khi mất địa chỉ, mất liên lạc với nhau. Chứ tổng số chúng tôi cái lúc mà tan hàng đó là tới 6.000 người. Thưa bà, thì bà trải qua rất nhiều đau thương và cũng cố gắng rất nhiều để có cuộc sống ngày hôm nay. Bà có cái rút tỉa kinh nghiệm gì qua cái cuộc đời của mình và bà muốn nhắn những cái giới trẻ người Việt hải ngoại cũng như là giới trẻ nói chung đang sống ở nước Mỹ này là những cái điều gì? Đó là những điều quá cao đối với tôi. Tôi chỉ có một điều là những người Việt Nam tị nạn của mình phải đoàn kết với nhau. Phải đoàn kết để làm gương cho thế hệ trẻ. Để mà nó thấy cha anh chú bác của nó như vậy thì nó mới tìm sách nó đọc, nó mới tìm phim nó coi, nó mới hiểu cái lịch sử của mình, rồi nó mới tiếp nối mình được.
Thưa cảm ơn bà rất nhiều về cái cuộc phỏng vấn ích lợi cũng như bà đã trải tấm lòng cũng như là cuộc đời của mình cho thế hệ mai sau qua cái chương trình 500 lịch sử phỏng vấn này. Hy vọng là những cái đóng góp của bà sẽ là những bài học tốt cho các em sau này. Thưa cảm ơn bà. Cảm ơn cô Nancy Bùi.